Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu đôi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 12 tháng 8, em xin lần lại giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Techlink, model của nó là SNP770. Đây là model đang bán cũng khá là nhiều rồi, được anh em sử dụng rất là tin tưởng vì nó bền, mắt đọc cực tốt, và thêm vào đó nó có một hai cái đèn tia vẩy theo điệu nhạc rất là đẹp và sang. Đấy. Thêm vào đó thì nó sử dụng thêm một phần mạch A, tiếng rất là sạch sẽ và chi tiết. Và chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1989 với giá xưởng của nó là 59.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và cùng thời điểm đấy thì nó bằng giá xưởng của chiếc đầu Sony A số 3 ES. Đấy, nhưng mà giá thì bây giờ nó rẻ hơn cả triệu đồng. Về phần kích thước thì chiếc đồ này sở hữu cái xe ngang của nó 43 cm, chiều cao của nó là 11,6 cm và chiều sâu là 33 cm, và nó nặng là 6,5 kg. Ở mặt phay nhôm được sơn màu đen, thiết kế nhìn rất đẹp và hầm hố. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của dòng mắt từ của Technic rồi, nó bền bỉ ổn định và không chấn đĩa. Đấy. Và chip rẻ mã thì chiếc này dùng 4 con chip rẻ mã PCM56, trong đó có hai con chip rẻ mã PCM56PJ, chất âm cho ra là 18 bit sạch sẽ và chi tiết, nghe đều ba giải quá. Và thêm cái mạch cắt A là tiếng rất cực sạch và độ tiếng ồn đấy giảm rất là nhỏ đấy. Về phần ngoại hình thì em cũng xin qua chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền, và đây là cái nút display này, khi các bác ấn vào thì cái đèn này tia sẽ vẩy, không ấn thì nó đèn sẽ đứng yên nhé. Mạch class A này. Đấy. Cái cạnh trên này thì có cất nhẹ một chút này, và đây chỗ này có hơi cấn nhăm nhăm. Đấy. Và cái ở bên dưới này thì nó có những cái cấn nhỏ nhỏ đây này, nhỏ nhỏ đây đấy, ở đây này, nằm đây nét để vào quan sát đấy. Nét phía dưới này có chút xíu thôi, mờ mờ không đáng kể. Và phần nắp lưng này em cho sơn lại cho đẹp rồi đấy. Cạnh bên này cũng khá đẹp nhé, nắp lưng sơn lại rồi. Cạnh trên đây, cạnh trên của nó thì có với vết xước ra nhỏ mờ mờ thôi. Đấy. Mặt sau của nó đây, SNP770, điện 100V, công suất của nó là 16W và sản xuất tại Nhật Bản. Series của nó là AD8707D163. Chiếc đồ này thì trang bị một đường A-lốc ra trên đường mạ vàng, một đường cổng cô xoan ra và một đường cổng quang ra. Màu đỏ đang động bình thường nhé, để cho các bác kết nối từ bên ngoài. Đấy, và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản. Đấy, mắt đọc zin ra máy luôn. Có thể linh kiện này, toàn tụ đỏ này. Đấy, một gian tụ đỏ và tụ xanh của Digicom Music dòng này 2200mm 16V. Khá là lớn, và bốn con chip rẻ mã PCM56, hai con PJ một con, hai con, và đây là P56P, bốn con. Rất là mới luôn. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới. Đáy phía dưới nó là sơn màu đen thêm một cái tấm thép nữa các bác nhé. Đây này. Đấy. Và nó có cái vết xước, và đây là cái khóa. Khi em vận chuyển thì em sẽ rút nó lên, và khi các bác nhận hàng test kiểm tra thì cứ ấn nó vào đấy để test nhé, không có là không dùng được đâu, các bác lưu ý cái này cho em rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là chức năng hoạt động của chiếc đồng này để nó được thưởng thức. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 1,8 triệu đồng, thì đã được bác khách ở tỉnh Cà Mau đã đặt mua.
Và hôm nay thì em vệ sinh xong, em làm cái video test để trước khi gửi đi cho bác chủ được biết, cũng như em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Đây là một sản phẩm đáng để chơi và sưu tầm. Chất âm của nó không phải là mà cái mức giá là 1,8 triệu đồng đấy ạ, nó phải tầm trên 3 triệu đồng nhé, thì mới đúng với chất lượng âm thanh của nó nhỉ. Đầu thì không gắn đĩa rồi, đồng tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng cũng như đĩa nòng trắng nhé. Đây, em test một cái CD Thúy Hà một để bác được thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa. Bác đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Yeah.
Hãy thầm người đưa ta.
Em xin phép được dừng video ở đây. Thì chiếc đồng này bên em đã bán rồi với giá là 1,8 triệu đồng. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua đầu đĩa thì bên em còn rất nhiều trong phân khúc giá từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Các bác cứ liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Số điện thoại em đấy tiêu đề của video 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các video sau ạ.